Ngoài ra chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cho nghiên cứu, tránh tổn thương. Nghiên cứu phải được thực hiện bởi người có đẳng y học cao nhất, tức là trong nhóm nghiên cứu của mình ai là người có kiến thức cao nhất về cái lĩnh vực nghiên cứu thì phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Chứ bây giờ ông giáo sư này là ông chuyên mổ đó, những cái kiểu này ông ta lại là không có, giống như là sợ trách nhiệm, đưa một cái anh bác sĩ nội trú lên thôi mày làm chủ nhiệm đề tài đi, tao không trả cho thì không được. Người nào có cái khả năng cao nhất về lĩnh đó, người đó phải là chịu trách nhiệm cao nhất về nghiên cứu, không đưa người khác lên để né trách nhiệm. Người tham gia có thể nghiên cứu rút khỏi nghiên cứu nếu cảm thấy không thể tiếp tục được, tôn trọng quyền tự do, và nghiên cứu phải chấm dứt nếu cảm thấy có khả năng làm tổn hại người tham gia. Chích 100 liều vaccine đó, an toàn. Tới cái lô thứ hai 100 liều tiếp theo, chích 20 liều đầu có 5 người có tai biến, dừng nghiên cứu đánh giá lại, không thể tiếp tục được ngay. Lúc này nó có khả năng làm gây tổn hại người tham gia rồi đó. Sau đó năm 1964 tại Helsinki, tức là thủ đô của Phần Lan, thì các nhà nghiên cứu họ mới họp lại một lần nữa, tức là họ sẽ cụ thể hóa một số điều luật. Sau một thời gian triển khai thì họ thấy là Nuremberg có những hạn chế cũng như có những điều cần bổ sung và cần phải làm rõ hơn một chút. Ví dụ như là nghiên cứu phải bảo vệ cuộc sống, sức khỏe, sự riêng tư và cái phẩm giá, nó liệt kê trong này. Hồi Nuremberg là không có nói chung chung là cái kiểu tôn trọng thôi, rồi thực hiện đúng quy định nghiên cứu học phải dựa trên kết quả đã có và phải có đề cương, và cái đề cương này phải được cái hội đồng độc lập xem xét, chứ không ai muốn làm gì làm. Nó khác với một số cái điểm gì đó, chỉ được thực hiện bởi người đủ chuyên môn, giống ha, nguy cơ không được vượt trội so với lợi ích, còn nếu nguy cơ mà lớn hơn lợi ích thì chúng ta phải dừng nghiên cứu. Người tham gia phải tự nguyện và họ phải đặt cái vấn đề trẻ em, tại vì lúc này xuất hiện những nghiên cứu trên trẻ em mà Nuremberg thì không có nói. Trẻ em nếu nhận thức được cũng phải được sự đồng ý thì mới tham gia. Kết quả tốt hay xấu nó phải công bố, câu này rất hay nhé, kết quả tốt hay xấu cũng phải công bố. Mình nghiên cứu ra thuốc mình bị thất bại giấu luôn, giấu nhẹm thông tin luôn, không có nói là nghiên cứu thất bại, thuốc này xài không được, uống vô chết người. Đến một thời gian sau nhóm nghiên cứu khác nó làm giống như mình, nó nghĩ thuốc này điều trị được, nó cũng cho tôi uống gây chết người đấy. Sau đó họ mới tìm coi có ai làm giống như vậy chưa, nó phát hiện ra là mình đã có làm trước đây mà mình giấu thì mình sẽ bị đào bới quá khứ, mình chịu trách nhiệm nha. Tại vì anh đã làm ra kết quả mà kết quả của anh thất bại, anh uống vô gây chết người, anh không chịu công bố là người ta làm những nghiên cứu tương tự gây chết người thêm thì mình phải chịu trách nhiệm đó. Nó đào cái đức của mình ra chỗ đó, đào bới quá khứ để nó chịu trách nhiệm nha các bạn. Nha, kết quả tốt hay xấu cũng phải công bố, và trong nghiên cứu khoa học thì thất bại cũng là một kết quả. Nhớ nha, thất bại cũng là một kết quả. Tại sao vậy? Tại vì mình đừng có làm cho người khác, đừng có làm nghiên cứu giống mình nhé. Đó là một kết quả đó, chứ không phải là nghiên cứu nào phải là đạt được mục tiêu cũng phải là kết quả, không phải. Có khi không đạt được mục tiêu đó cũng là một kết quả, không thể nghiên cứu theo hướng này được, kết quả đó. Được chưa? Rồi, khái niệm chung đạo đức trong nghiên cứu y sinh là gì? Nó là các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức chúng ta áp dụng trong nghiên cứu y sinh với liên quan tới đối tượng là con người. Nhớ là những cái bài này mình học là áp dụng cho con người nha, chứ tôi nói về nguyên tắc tôn trọng, nguyên tắc hướng thiện, nguyên tắc công bằng mà áp dụng cho động vật thì không phải. Ví dụ như mình nói là tôn trọng con người, tôn trọng sự tự do tham gia, cái này áp dụng cho con người thôi, còn con chuột mình đâu có hỏi ý kiến ở đâu, mình đâu có hỏi ê, chuột tao chích cái này cho mày mày đồng ý không, có đâu, đúng không ạ? À? Do đó thì cái nguyên tắc này áp dụng trên con người, còn khi trên động vật đó thì bên nghiên cứu bên đôi khi mình cũng có, đôi khi cũng có là tôi ghi là sau khi nghiên cứu xong thì động vật này tôi sẽ cho nó chẳng hạn như chết nhẹ nhàng nhất gì đó, đừng làm cho nó đau đớn kéo dài gì đó, tiêm cái ung thư vô cho nó xong thì giết nó liền chẳng hạn như vậy, đừng có để đau đớn. Có thể là mình ghi cái đạo đức đó, nhưng mà cái này là nói về con người. Chúng ta có ba nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu đạo đức y sinh: thứ nhất là tôn trọng, thứ hai là hướng thiện, và thứ ba là công bằng. Như thế nào là tôn trọng? Tôn trọng nghĩa là chúng ta tôn trọng sự tự nguyện tham gia, đừng ép buộc người ta, được chưa, và bảo vệ người không có khả năng quyết định, bảo vệ người dễ bị tổn hại, ví dụ như là người bệnh tâm thần, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người mang thai, vân vân. Đó là chúng ta phải ưu tiên bảo vệ những đối tượng đó, và chúng ta phải tôn trọng việc từ chối hoặc rút khỏi nghiên cứu của mình. Là cái vấn đề này tôi nói thiên thần hay ác quỷ là có khi nằm ở ý số 4 đó các bạn ha. Tôn trọng việc từ chối hoặc rút khỏi nghiên cứu đó, có khi chúng ta ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Đề tài tốt nghiệp bác sĩ nội trú làm sắp xong, nhưng mà bây giờ có hàng loạt người xin rút khỏi đề tài vì những lý do khác nhau.
Có người thì thấy đường xa quá, tốt với Cà Mau, tháng nào cũng lên khám hết, tốn tiền quá. Thôi bác sĩ cho em về Cà Mau em điều trị đi. Em nghe nói thuốc này ở dưới cũng có nữa. Bây giờ người ta đề tài sắp thành công rồi, theo dõi thời gian nữa ra kết quả rồi, bây giờ người ta rút, người ta không chịu theo mình điều trị nữa. À, mà bây giờ tìm một bệnh nhân mới, tìm những bệnh nhân mới đắp vô thì không kịp thời gian. Mà bây giờ sắp tốt nghiệp tới nơi mà giờ không có đủ mẫu để làm nè. Đấy, ảnh hưởng tới quyền lợi rồi, chuyển qua đe dọa nha. Bên Đồng Tháp cũng có người giống ông giống bà vậy đó nha, cũng xin rút về quê điều trị, tôi cũng cho nha, tôi cũng cho, tôi đâu có ép đâu. Tuần rồi rồi tôi mới nhận được điện thoại người thân nè, mới làm tuần cho người đó đi về đi, thấy người ta xạo quá, giờ thôi em tiếp tục điều trị đi, em không về quê nữa, thấy ghê quá đó. Ảnh hưởng tới quyền lợi lúc đó mình đã đe dọa nhé, đe dọa người ta để ta tiếp tục tham gia nghiên cứu mình đó, tại vì mình quyền lực mà, nói gì nó nghe cơ. À, hoặc là như vậy, à, có một câu chuyện ở Hàn Quốc, có một cái cô đó cổ học nghiên cứu sinh, học tiến sĩ, cổ học đâu cũng lâu rồi, đáng lẽ ra là cô này được ra trường với cái những công trình cổ làm đó, cổ công bố mấy bài báo quốc tế rồi đủ chuẩn hết trơn này, nhưng mà cái ông giáo sư thì không cho tốt nghiệp, cái ông mà hướng dẫn của cổ đó, ông không cho cô này tốt nghiệp, ông bắt cô này làm nô lệ, bắt làm nô lệ các bạn, hay không phải là nô lệ cái kia nha, nô lệ khoa học, ông bắt làm nô lệ khoa học. Làm sao ông thấy cô này học giỏi quá, làm đề tài rất là giỏi, công bố được mấy bài báo thì ổng là người hướng dẫn thì đương nhiên ông được đứng bên trục, do đó ổng không muốn cô này tốt nghiệp, bởi vì cô này mà tốt nghiệp thì ai làm nghiên cứu cho ông tiếp tục, do đó ổng đi hoài, ổng không cho tốt nghiệp, cho cô này có kiện, làm đơn kiện ra hội đồng giáo sư, mà đáng lẽ ra ông đưa bằng chứng là em đã được tốt nghiệp với những bài báo rồi, mà ông thầy của em ông bắt em làm hoài những nghiên cứu cho ông. Thế là ông này xem như là bị một cái vụ lùm xùm, một cái scandal ở Hàn Quốc một thời gian đó. Xem như sự nghiệp khoa học bị ảnh hưởng đáng kể, do đó chúng ta phải tôn trọng việc từ chối hoặc rút khỏi nghiên cứu của đối tượng nếu họ cảm thấy họ không có thể tiếp tục được, mà mình ép buộc có khi sau này nha nó để cho xong hết, nó chọn lá đơn là xong, mình khỏi bảo vệ đề tài luôn, nói không cái tôi bị ép buộc tôi tham gia vào nghiên cứu, tôi có ghi âm lại rồi xong. À, do đó thôi nếu như ai không có tiếp tục thì thôi, thà trễ chút xíu nhưng mà nó chắc, đừng có thấy nhanh nhưng mà quá là chậm nha. Rồi hướng thiện, à, nguyên tắc hướng thiện, trời công cứu học làm như là đi làm từ thiện, hướng thiện. Thật ra cái chữ hướng thiện này dịch thoảng nghĩa các anh chị, dịch từ cái chữ quyền lợi đó, lợi ích đó, đúng không ạ? Chúng ta phải tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa điều hại, chúng ta đảm bảo việc điều trị nếu có sự cố, và phải đảm bảo là cái lợi ích này phải luôn lớn hơn nguy cơ đó, nó gọi là nguyên tắc hướng thiện. Và nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc công bằng. Công bằng là gì? Chúng ta phân bố công bằng lợi ích, nguy cơ và việc chăm sóc. Ví dụ như họ tham gia vào nghiên cứu, họ được lợi ích là được xét nghiệm máu mỗi định kỳ mỗi 3 tháng chẳng hạn, như vậy tham gia nghiên cứu mình thì theo dõi công thức máu, theo dõi sinh hóa vân vân nha, tổng cộng cái giá trị xét nghiệm đó là khoảng chừng 500 ngàn đi, 3 tháng được 500 ngàn tiền xét nghiệm. Nhưng mà đổi lại họ có nguy cơ là họ xài thuốc này có thể bị sốc phản vệ và chết người, thì bây giờ lợi ích được có mấy trăm ngàn mà đổi bằng mạng sống thì nó quá chênh lệch rồi, nó gọi là không có công bằng. Ví dụ như tôi có thể bị sốc phản vệ, đó là nguy cơ, thì lợi ích tôi nhận được nó phải tương xứng. Ví dụ như là ngoài cái tiền xét nghiệm ra tôi phải được thêm gì, chế độ chăm sóc tôi làm sao, nếu tôi bị chết thì anh có đền tiền cho vợ con tôi ở nhà không, vân vân. Đó, những cái nguy cơ chăm sóc và lợi ích nó phải là công bằng với nhau, chứ không phải là mình cung cấp cho người ta quá nhiều quá quá ít nhé, cái lợi ích thì quá nhỏ trong cái rủi ro ta nhận rồi quá lớn thì nó không phải là công bằng. Rồi cái thứ hai công bằng nữa là gì? Ví dụ như công bằng giữa cái việc lựa chọn, nhất là cái trong giai đoạn mình đang thử vaccine hiện nay. Ví dụ như thử vaccine, tôi thử hai nhóm, một nhóm được tiêm vaccine, một nhóm được tiêm giả dược, thì bây giờ tôi lựa như thế nào? Tôi chọn như thế nào để một người có 50% xác suất sẽ được phân bố vào nhóm tiêm vaccine và 50% xác suất người đó sẽ được phân bố vào nhóm tiêm giả dược bằng cách bốc thăm 50-50, thì đó mới gọi là công bằng nha. Chứ nếu chúng ta lựa chọn sẵn nha, mình thấy là vaccine có khi là thiên hướng là đương nhiên là nó, mình nghĩ là nó sẽ có lợi hơn rồi nha, nhóm người quen bạn bè thân thiết vợ con đưa vô nhóm được tiêm vaccine, còn cái nhóm mà tiêm giả dược á, người yêu cũ đó, rồi
đá banh không cùng tiền, nhậu trốn về gì đó chẳng hạn, đưa cho cái nhóm kia là không được. Nếu như vậy nó không phải là công bằng, là mình lựa chọn được công bằng cái gì nữa. Nó vừa vi phạm nguyên tắc công bằng mà nó vừa làm lệch kết quả nghiên cứu. Hiện nay thì cái việc công bằng trong cái việc vaccine này, người ta cũng nói một vấn đề nữa, đó là ví dụ như vaccine thử nghiệm và sẽ tiêm cho cái nhóm mà đối chứng là tiêm cái gì, tiêm giả dược hay là tiêm một loại vaccine khác. À, cái thí nghiệm của giai đoạn 3, giai đoạn 3 tức là nó vượt qua hai giai đoạn trước rồi, là mình đã biết vaccine này đã có hiệu quả. Nhưng nếu như anh lại chọn giai đoạn 3 là nhóm giả dược thì coi chừng là không công bằng với những người giữ nhóm giả dược đó, tại vì vaccine này có hiệu quả rồi. Chắc chắn là nhóm tiêm giả dược nó sẽ có cái tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn rồi, mà anh đặt người ta hay là anh phân người ta vô cái nhóm đó nữa thì coi chừng nó không công bằng. Người ta đang kêu gọi là gì, và thực tế thì Việt Nam đã thực hiện, đó là cái vaccine của mình đó, vaccine của Việt Nam sản xuất đó, sẽ lựa chọn nhóm đối chứng bằng cách tiêm vaccine AstraZeneca, tức là hai nhóm đều được tiêm vaccine hết, tức là nhóm nào cũng có lợi hết. Nhóm nào cũng có lợi hết thì đó cũng gọi là công bằng đó. Người không được tiêm vaccine thí nghiệm, người ta vẫn nhận được cái lợi ích là người ta sẽ được tiêm AstraZeneca. Còn cái người tiêm vaccine mới đã qua hai giai đoạn thí nghiệm lâm sàng rồi, đến giai đoạn 3 người ta cũng có thể được cái lợi là được vaccine nó bảo vệ, đó là công bằng. Chứ bây giờ mình đã thử nghiệm qua hai giai đoạn lâm sàng rồi thì mắc cái gì mình đi tiêm thuốc giả hoặc là tiêm vitamin C cho những cái người kia, mình không lấy vaccine khác. Nên bây giờ cái giai đoạn 3 của mình đó là mới thử nhóm đối chứng. Sáng nay tôi mới đọc thông tin là nhóm đối chứng của vaccine thử nghiệm của Việt Nam sản xuất sẽ được tiêm bằng AstraZeneca chứ không có tiêm giả dược nữa. Đó, rất là hay, đó là nguyên tắc công bằng, mình thấy rõ nhất trong cái giai đoạn hiện nay. Rồi đảm bảo mỗi cá nhân được nhận những gì mà họ có quyền được hưởng. Ví dụ mình phải quy định nó tham gia nghiên cứu, anh trả lời được xong 15 câu này tôi trả cho anh 100.000 chẳng hạn như vậy, thì mình phải làm đúng cam kết. Chứ bây giờ cái đề tài người ta quy định nó trả lời 15 câu được 100.000 và cắt phân nửa đi, đưa 50 bỏ túi uống cà phê chẳng hạn, thì không được, đó là vi phạm nguyên tắc công bằng nha. Đó là cái lợi ích mình ta phải được hưởng, được chưa?